Thân mến chào quý cô bác anh chị, các bạn và cùng các em gần xa trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay là một cái buổi sáng sớm, lúc bây giờ là còn rất là sớm, khoảng chừng là 5 giờ rưỡi. Em đã có mặt ở tại một cái nơi đồi núi. Hiện tại bây giờ chúng ta nhìn xung quanh nó là không có một cái bóng người nào hết, tất cả chỉ có một mình em thôi. Thì cái video ngày hôm nay em muốn gửi đến cho quý cô bác và anh chị, các bạn cùng các em gần xa, chúng ta tìm hiểu ở tại một cái nơi đồi núi này. Trước đây có một bậc chân tu, tu theo cái kiểu là khổ hạnh đầu đà, tu ở núi ở rừng ạ. Vậy bây giờ mời các bác cô chú và anh chị, các bạn gần xa cùng với em đến nơi này tham quan và tìm hiểu. Chúng ta nhìn xung quanh, ở đây có rất là nhiều những cái ngôi mộ ở đây. Nói chung là xung quanh đây chúng ta nhìn thấy á, là rất là nhiều ngôi mộ. Một cái bậc chân tu đã từng là ở đây và trồng những cái cây hoa sướng nè. Chúng ta nhìn bây giờ cái con đường lên đây. Thật sự phải nói là buổi sáng mà một mình đến nơi này chúng ta thấy rất là vắng vẻ, rất là sợ. Đặc biệt hơn là chúng ta thấy là những cái ngôi mộ mà ở trên những cái nơi này thì đi một mình phải nói là rất là sợ. Hiện tại bây giờ chúng ta thấy trời sáng sớm mà nhìn lên bầu trời chúng ta thấy là gọi là mờ mờ. Cho nên là em đến đây để mà chúng ta quay lên trên này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem. Và những cái dấu vết khi lên tới gần đây thì em không có nghe một cái hơi bóng người nào ở đây hết. Không biết là có bậc sư nào đó có còn ở đây hay không. Thì bây giờ chúng ta lên đây. Không biết là cái bậc sư mà tu ở đây là họ có đi khất thực hay là họ đi đâu đó, họ chưa quay lại nơi này hay sao. Mà em thấy là lên trên này là thấy rất là vắng luôn. Bây giờ đi đây thì chúng ta nhìn nè, xung quanh ở đây thì cái cảnh quan cũng rất là đẹp. Thấy là ở đây xây những cái bậc đá nó như thế này. Đó, nó từng bậc từng bậc. Thì cạnh bên đó chúng ta thấy cũng có những cái hòn đá cũng rất là đẹp. Ở đây thì không biết là trước đây là sư thầy trồng những cái cây, thấy là những cái cây mít, rồi những cái cây xoài ở đây. Không biết là sư thầy trồng hay là ai trồng. Và khi sư thầy bước đến đây là tu tập ở đây, không biết là thời gian nào thì em không có biết và cũng không có tìm hiểu được. Bỗng dưng em đi thì em phát hiện ra, tìm ra ở tại cái nơi này, trên một cái triền đồi núi này. Và quay lại gửi đến cho quý bác anh chị, các bạn chúng ta cùng xem với em. Ở xung quanh đây chúng ta thấy rất là nhiều những cái ngôi mộ này. Đây, đứng đây thì chúng ta nhìn lên thì chúng ta thấy có những cái hòn đá mà ngày trước kia thì không biết thầy sắp ai sắp, mà chúng ta thấy này, đó, làm tạo nên một cái cảnh rất là đẹp luôn. Đó, chẳng hạn thấy những cái hòn đá nó như thế này, chúng ta nhìn thấy là tạo dựng lên một cái cảnh rất là đẹp. Chúng ta đi khám phá xung quanh đây trước, rồi chúng ta từ từ dần dần chúng ta đi tiến dần lên nơi mà trước đây thầy đã từng ngồi thiền hay tu tập ở tại cái nơi này là những cái chỗ nào, thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem và khám phá ha. Đó, ở đây thì phía trên đây chúng ta thấy cũng có một cái nơi mà không biết ngày trước kia là đỡ sư tiếp duyên khắp như thế nào đó, không biết nha. Nhưng mà em nghĩ là chắc có lẽ là đúng như vậy, là một cái chòi để mà sư tiếp duyên với những Phật tử đồ, ai mà lên đây đến đây thì tiếp chuyện ở đó. Còn xa xa ở phía bên kia thì phải có một cái nhà nhỏ, mình nghĩ là ở cái chỗ đó thì chính là nơi mà thầy đã từng tu tập ở đó ha. Thì ở đây chúng ta đi ra cái phía bên này thì cái chỗ này thì cũng có một cái bậc đá đi lên cũng làm rất là đẹp. Chúng ta nhìn thấy sắp xếp thì cũng rất là đẹp luôn, rất là ngang ngóc.
Nhưng mà không biết sao có một sự nghi ngờ là bây giờ là thầy có còn ở đây hay không. Chúng ta nhìn xuống cái phía dưới á, ở dưới đất thì chúng ta thấy ở đây hình như là lá cây rụng rất là nhiều, nhưng mà mình thấy là không có cái dấu hết, dọn dẹp cái dấu mà chổi quét hết. Thì đó, thì bây giờ đến đây thì thấy lá đồ rụng rất là nghênh ngang đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại là cái con đường lên, tiến gần lên ngay chỗ mà cái nơi mà nó quan trọng, mà cái ngày hôm nay chúng ta muốn biết được, muốn hiểu được là cái tu tập của thầy đã tạo dựng lên cái nơi này nó như thế nào. Thì phải nói là cái nơi này là một cái nơi rất là xa. Ở chỗ này theo như địa hình địa thế mình nhìn biết á, thì chỗ này rất là khó mà có nước. Nếu như mà khoan giếng nước á, thì chắc cũng là rất là khó khăn. Ở trên một cái đồi cao như thế này mà cái việc mà khoan giếng á, thì cái chỗ này nhìn thấy á, là chỗ này đá cũng rất là nhiều. Cho nên cái việc mà khoan nước giếng á, là cũng rất là khó. Đây, chúng ta nhìn lên cái phía trên này. Đó, phía này thì chúng ta thấy có rất là nhiều cái bậc tam cấp đá như thế này, cũng rất là đẹp luôn. Đến đây thì chúng ta nhìn cái quang cảnh này thì nó rất là đẹp. Bây giờ chúng ta đây, em đi bị lộn rồi. Đây, đây nè, ngay chỗ này thì chúng ta thấy có một cái bậc tam cấp, cái phía trước lên như thế này. Đây quý cô bác anh chị à. Đó, thì em quay như thế này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được một cái con đường đi tam cấp ở đây. Thì bây giờ chúng ta đi lên cái đường tam cấp này thử á. Nhìn cái cảnh quan ở đây là thấy nó rất heo hút, rất là buồn luôn. Đây, chúng ta đi lên trên này. Hình như là ở tại nơi này rất là vắng, không có người lên xuống ở đây. Bởi vì là nhìn lên trên cái cây mít này là có một cái trái mít nó đã chín nè. Đây đây, đợi em cho em xuống nè. Đây nha. Đây, chúng ta thấy có một cái trái mít nó chín mà sóc hay là chuột gì đó, coi như là nó ăn coi như là muốn nửa trái mít rồi, mà không có ai đến đây để mà hái hoặc là chăm sóc cái vườn này hết. Thì bây giờ chúng ta bước lên cái bậc tam cấp thì thấy một cái chỗ như thế này. Đây thì cái chỗ này được xây lên một cái nền, và không biết là cái chỗ này thì bây giờ nó đã bị hư sập rồi hay sao. Thì chúng ta nhìn thấy cái chỗ này là nó có những cái chân trụ này. Đó, có bốn chân trụ. Ngay chỗ đây một chân trụ nữa này. Rồi cái phía bên này là một cái chân trụ nữa này. Cái phía bên này là một cái chân trụ nữa. Thì như vậy thì chúng ta nghĩ là trước kia thì cái chỗ này nó giống như một cái chòi ngồi tiếp khách á, cái chỗ mà tiếp viên khách mà Phật tử đồ đến á, thì nó giống như cái chỗ kia đó. Thì ở bên này chúng ta nhìn qua cái phía bên này thì chúng ta thấy có một cái nơi chòi mà thấy là xây dựng là những cái cột rất là to và rất là đẹp đó. Cái cột mà cây như thế này bữa nay mà đi tìm những cái cây cột như thế này thì phải nói cũng rất là khó. Như vậy đến đây chúng ta nghĩ là cái nơi tu tập này của thầy thì nó đã có từ lâu rồi. Đó, thì ở đây chúng ta nhìn thấy nè, cái mít nè mà chuột sóc đồ nó ăn như thế này mà không có ai coi như là đến đây. Nếu như có người mà thường xuyên đến đây thì cái trái mít này nó chín á là người ta hái, chứ sao lại đỡ như vậy.
Thì bây giờ đứng ở trên này chúng ta nhìn cái xung quanh đó, nhìn cái xung quanh là đây là một cái vườn. Chúng ta thấy có những cây ổi, cây mít, cây xoài, rồi trồng những cây cây hoa cũng rất là đẹp, rồi trồng những cái cây cảnh cũng rất là đẹp đó. Những cái cảnh là chúng ta thấy là ở đây thì thấy trồng những cái cây xanh trên những cái hòn đá, mà hòn đá này là có một cái sự tạo dựng lên chứ không phải là một cái hòn đá tự nhiên. Chúng ta nhìn ra cái phía sau thì chúng ta thấy một cái chòi nữa đó, cái chòi nữa thì để rồi chúng ta sẽ dần dần khám phá. Bây giờ chúng ta đi ngược lại và chúng ta qua ngay chỗ cái nơi mình không nghĩ là cái cốc hoa cái gì bên đó, cái tạm thời là nơi của chỗ mà xưa ở thì chúng ta gọi là cái cốc ha. Thì chúng ta sang qua cái cốc bên đó nó thử như thế nào. Thường là những cái nơi mà chỗ các thầy tu tập mà có xây dựng một cái nhà nhỏ nhỏ, thường chúng ta gọi là cái cốc, đúng không quý cô bác và anh chị? Thì em cũng không có rành về cái từ sử dụng trong cái Phật giáo là nó chưa có được chuẩn. Mong quý cô bác và anh chị có cái gì sai sót thì hoan hỷ bỏ qua ha. Đây, bây giờ chúng ta đi xuống trở lại và chúng ta đi lần qua bên này. Đó, thì cái phía trước này thì chúng ta thấy này, có sắp xếp này, họ làm những cái viên gạch. Gạch đây là có 2-3 loại gạch. Nhìn thấy là những cái viên gạch thẻ. Rồi bên này thì có những cái viên gạch ống nữa. Thì cái quang cảnh nó như thế này rất là đẹp này. Đó. Và cái phía trước này thì chúng ta thấy có hai cái mộ. Hai cái mộ thì làm cũng rất là đẹp. Chúng ta thấy ốp đá granite đồ cũng rất là đẹp ha. Đây cái phía trước nè. Đó. Thật sự là đến đây chúng ta thấy một cảnh rất là đẹp. Nhưng mà do em quay phim chắc có lẽ là nó không có được tổng quát cho lắm, cho nên biết của bác và anh chị chúng ta nhiều lúc xem nó cũng chưa có được hấp dẫn. Đó, nếu như mà quý cô bác và các bạn gần xa, chúng ta đến nơi này chúng ta tham quan thì chúng ta sẽ thấy rất là đẹp luôn. Tận mắt chúng ta nhìn thật ở bên ngoài thì nhìn rất là đẹp. Thì ở đây em quay nha, cố gắng quay cho nó nhiều cái góc cảnh để cho quý cô bác và các bạn cùng các em gần xa chúng ta xem cho nó được trọn vẹn nhất. Cái gì mà em cố gắng quay hết sức của mình, phải cố gắng làm sao mà quay cho nó đẹp. Thì ở chỗ này thì nó cũng rất là thoáng. Chúng ta nhìn về cái phía này thì chúng ta thấy một cái triền phía dưới kia là những cái nơi mà của bà con ở tại nơi địa phương này, họ trồng hoa màu, đó là mía sắn đồ là ở cái phía dưới đó. Chúng ta nhìn xuống ha. Đây, nhìn qua bên này thì chúng ta thấy cái bên kia thì cũng xây dựng, cũng làm cũng rất là đẹp, nhưng mà nó chưa có được hoàn thiện, nó còn lỡ dở. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra cái phía bên đó, chúng ta xem những cái con đường đi ra phía bên đó. Thì ở đây thì thấy một số đồ dùng gì đó, không biết là của sư hay là của một người ở tại nơi này. Thấy có một cái chiếc xe đạp, rồi những cái nhà này thì nó cũng bắt đầu nó muốn hư rồi, nó lụp sụp rồi. Cho nên là thấy là họ che lại những cái tấm bạc. Ở đây thì chúng ta thấy là có những cái chõi rồi cũng bỏ ngên ngang, mà những cái chõi này nó cũng muốn hư rồi. Rồi những cái nơi mà ở những cái bồn nước đồ uống thì bây giờ thấy nó cũng bạc màu hết rồi. Chứng tỏ là ở nơi này là hiện tại bây giờ khi mà tiến đến gần thì mình có một cái cảm nhận là sư thầy đã đi nơi nào đó rồi và đã tu tập ở tại những cái hang núi nào đó mà đến bây giờ sư chưa trở lại. Mong là một cái ngày nào đó
thì thầy sẽ quay lại ở đây, rồi có duyên mình sẽ gặp lại thầy và em sẽ quay thầy tu ở đây là thầy nào, để cho quý cô bác anh chị các bạn gần xa chúng ta xem. Bởi vì khi mà quay một cái video như thế này thì chúng ta xem ở trên cái video thì chúng ta thấy cái quang cảnh này cũng rất là đẹp, và chúng ta cũng nghĩ là một bậc sư đã tu núi như thế này. Thì quý cô bác và các bạn gần xa chúng ta cũng mong mỏi, cũng chờ đợi để mà biết được cái sư thầy này là ai đó. Và cái sư thầy này là chúng ta đã từng gặp và từng thấy chưa? Thì ở đây chúng ta thấy xây một cái bậc như thế này. Thì theo như đến đây thì em nghĩ là cái chỗ này chắc chắn là ngày trước kia thì thầy cũng muốn xây dựng một cái gì đó ở đây, cho nên ở chỗ này nó là một cái bậc mà thầy làm rất là bằng phẳng ở đây. Thì mình không biết là thầy làm, ai làm hay là Phật tử làm, nhưng mà chúng ta cứ tạm nghĩ là thầy làm đi á. Thì đây xung quanh trên cái chỗ cái mặt cái bậc bằng này á thì thấy trồng những cái cây sứ này đó. Những cái cây sứ này cũng rất là đẹp. Thời gian vào cái mùa này thì cái hoa sứ loại này nó ra hoa cũng rất là đẹp. Đây bây giờ chúng ta sẽ lần lần đi tiến bước và khám phá, đi sâu vào bên trong và tìm hiểu cho nó rõ hơn. Và chúng ta xem thử là hiện giờ thời gian này thầy có ở đây hay không. Thì không biết là ở nơi này có những Phật tử nào ở tại nơi địa phương này, họ có lâu lâu thỉnh thoảng có đến đây để mà quét dọn ở tại nơi này hay không. Nhưng mà đến hiện tại bây giờ thì chúng ta nhìn thấy thì lá đồ thì thấy nó cũng không có được sạch đó. Chúng ta nhìn, nếu như mà ở đây có một người nào đó mà đang ở đây thì chắc chắn là quét dọn, thì cái quang cảnh ở đây cũng rất là đẹp. Thì ở đây chúng ta thấy là trồng những cái cây, chỗ đây là cái cây bồ đề này. Trước cái cốc này là trồng một cái cây bồ đề trên những cái hòn đá, mà những cái hòn đá này là có cái sự coi như là xây dựng của con người, chứ không phải là thiên nhiên tự nhiên tạo ra đó. Thì mình thấy là sắp xếp những hòn đá rồi có những cái hồ xi măng á, thì cho nên là mình biết chắc là như vậy. Thì đến bây giờ chúng ta nhìn thấy cái bậc nơi chỗ cái nền này thì chúng ta thấy là những cái rễ cây ở đây nó đã bám như thế này. Chúng ta thấy thì nó rất là tạo nên cho chúng ta suy nghĩ một cái điều là nó ở đây là đã lâu rồi. Đó, bây giờ chúng ta đi lên cái bậc này. Quên qua cái bậc này cho quý cô bác thì chúng ta xem toàn cảnh này. Thì muốn lên cái cốc này thì nó có một cái bậc lên như thế này. Hà chà, rất là hay nha. Đến đây là chúng ta nhìn thấy là ở đây là sư thầy đã từng thiết kế. Thì có những cái bậc lên thế này thì sắp xếp giống như là một cái bước chân của con người này. Quý cô bác thấy cái bàn chân này, những cái ngón chân này đó, làm rất hay luôn nha. Đó, chúng ta bây giờ đi lên nè, lên cái bậc này đây đó. Đây bây giờ chúng ta vào đây khám phá này. Thì chúng ta thấy cái cửa này, ở đây thì chúng ta thấy có điện nha, có những cái dây điện này bắt từ ở đâu lên này. Thì chúng ta bây giờ thì đến đây mình gõ cửa thử có ai trong này không nha, thử có sư hay là ai ở trong này không, bởi vì bây giờ là cũng sáng sớm rồi nha. Dạ, có ai trong nhà không? Con cóc mà có ai không? Không có quý của bác và anh chị. Thì thường mình đến những cái nơi mà hoang vắng như thế này là chúng ta cũng nên tạo ra một cái tiếng động đó. Thì bây giờ sáng sớm mà, đây chúng ta nhìn vào trong. Wow, đây quý của bác và anh chị,
Thì ở đây chúng ta nhìn đó, thì có một cái tượng Phật ở bên trong nè, rồi là cạnh bên nè chúng ta thấy những cái quyển sách kinh đó, Quy Củ Ác Quan Trì đó. Nhìn bên bên kia thì nó có một cái phòng nữa, bên đây có một cái phòng, thì cái nơi mà chỗ mà có cái tượng Phật á, thì chúng ta nhìn thấy như thế này là hiểu là chắc có lẽ là mỗi ngày là thầy đến đây, thầy ngồi thiền ở đây và thầy tụng kinh ở đây đó. Thì thấy là có một cái bóng điện thắp sáng như thế này đó, quý của bác quản trị. Rồi chúng ta qua phía bên này, chúng ta nhìn phía bên này. Rồi bây giờ một cái điều quan trọng á, là bây giờ chúng ta đến cái nơi này chúng ta sẽ tìm ra những cái dấu vết đó. Cái dấu vết ở đây là có người ở đây cái thời gian gần đây hay không đó, thì chúng ta sẽ đi qua cái hướng này được, chúng ta sẽ tìm ra những cái dấu vết. Thì chúng ta đi vào ngay chỗ cái nơi mà đỡ cái những cái vật dụng đồ chỗ cái nơi này. Thì đây quý của bác và anh chị, thì ở đây chúng ta thấy này, có những cái chổi rồi những cái mà đỡ hốt rác này đây đó, những cái chổi, những cái bồn nước. Thì những cái bồn nước đây thì không có còn nước nữa đó. Thì có một cái chiếc xe đạp này, thì không biết cái chiếc xe đạp này là để đây nó có lâu chưa, nhưng mà mình thấy thì chiếc xe đạp bây giờ nó cũng rỉ sét hết rồi. Quý cô bác anh chị chúng ta nhìn nha, là nó đã rỉ sét hết rồi. Rồi bước sang đây chúng ta thấy một cái bếp. Cái bếp bây giờ là to lạnh rồi, chứ không còn cái hơi mà có cái sự nấu gì ở đây, nấu nướng gì ở đây hết. Thì nhìn xuống thì thấy có một cái thổ gạo này, thổ muối này. Đó, bên đây thì có những cái chén bát như thế này này. Nào, quý của bác anh chị, và đồ dùng này. Thì ở đây chúng ta thấy cái lòng bàn thì bây giờ nó cũng rách rồi. Đó, lòng bàn bây giờ nó mà đỡ đầy thức ăn khỏi ruồi đồ thì chúng ta thấy nó cũng rách rồi. Thì ở nhìn lên trên thì cái đây thì nghĩ ngày trước kia không phải là lập bằng những cái tấm bạc như thế này, mà nghĩ là những cái miếng ngói đó. Thì nhìn vào cái tủ để mà đựng nấu đồ ăn nè đó. Như vậy đến đây chúng ta sẽ biết ra cái chỗ này là chỗ cái bếp nấu ăn. Không biết là thầy đi khất thực ăn hay là thầy tự nấu ăn ở đây. Bây giờ chúng ta đi qua phía bên này, thì đi ra phía bên này á, thì chúng ta thấy ngay là có những cái đồ áo quần mặc thì mình nghĩ không biết áo quần đây là của những người họ làm vườn đâu đây, họ để đây, hay là áo quần của sư đã từng ở đây và mặc ở đây đó. Nhưng đến bây giờ thì đây, mình qua cái phía bên này. Hồi nãy thì đứng cái phía trước chỗ cái tượng Phật á, thì mình nhìn như vậy, bộ qua phía bên này có cái cửa sổ này, chúng ta nhìn vào này, vào đây. Đây, không biết là bây giờ quý cô bác và chúng ta có nhìn thấy hay không á, thì mình thấy có cái áo màu nâu với cái áo mà áo xám á. Đó, nhìn thấy thì vẫn còn treo ở đây. Đó, chúng ta nhìn vào trong này. Đó. Đó, thì nhìn thấy nó như vậy ha. Bây giờ chúng ta chỉ lần lên đây và đi lên cái phía trên này. Ở tại nơi này thì chúng ta thấy có những cái con đường đi mòn lên phía trên. Đó. Rồi ở cái không gian mà cái chỗ của xưa ở thì chúng ta thấy có những cái bậc thang đá như thế này, cái đường đi như thế này rất là đẹp luôn. Đó. Đây, chúng ta đến lên trên này thì thấy chỗ này một cái không gian nữa. Thì ngay chỗ đây á thì chúng ta nhìn thấy á là có một cái cây mít, bây giờ nó cũng đã coi như là già năm rồi, cho nên bây giờ nó cũng bị lão hóa rồi này. Đó, một bên sống, một bên chết. Rồi cái phía trước chỗ cái nhà này chúng ta thấy có một cái ổ đất hòn đá như thế này. Là chúng ta sẽ vào đây, chúng ta tham quan. Đây,
Thì cái chỗ này chúng ta thấy ở những cái bồn nước như thế này. Wow, những cái bồn nước này ạ, thì không biết sao thì thấy vẫn còn nguyên. Đó, chưa có ai khui gì hết. Có một cái bồn á thì nó hết rồi, nhưng mà hai bồn còn lại á, là còn nguyên. Không biết là ở đây có người chăm sóc hay không. Còn ở cái phía sau này á, là chúng ta nhìn thấy cái phía sau này là một cái khu vườn, họ trồng rất là nhiều loại cây ở đây. Chúng ta thấy là mít xoài đồ gì có hết nha. Rất là đẹp, phía sau này rất là thoáng. Đây chúng ta nhìn thấy rất là rộng rãi. Xung quanh đây chúng ta nhìn thấy rất là rộng. Đó. Rồi chúng ta bước ra. Ở đây chúng ta thấy có một cái bồn đây. Không biết là chắc có lẽ là cái bồn đây đỡ mà đựng nước sử dụng rửa ráy rồi nè. Đó. Thì như vậy là mình sẽ biết là đúng là ở đây là sử dụng một cái bồn nước chứa, là để cái thời gian mà có mưa đồ thì sẽ chứa nước mưa vào đó và sử dụng. Chứ ở đây không có thấy có một cái giếng nước nước bơm nào hết. Một cái giếng mà gọi là để có cái motor, giếng gọi là giếng khoan á. Thì ở đây nhìn xung quanh á thì không thấy. Hồi nãy giờ chúng ta đi rồi chúng ta rằng hết cái chỗ nơi này á, thì chúng ta thấy không có một cái giếng nào hết tất cả. Thì cái nhà phía bên này bây giờ chúng ta nhìn thấy á, thì nó không còn là những cái mái ngói nữa, mà nó đã hư rồi. Cây đồ chúng ta thấy nó cũng lâu năm rồi, thì thấy nó cũng có một cái sự xuống cấp rồi. Thì chúng ta nhìn thấy thì bây giờ cũng lột bạc. Đó, nhìn ra bên này thì chúng ta thấy rất là đẹp. Rồi bước qua cái phía bên này á, thì chúng ta thấy là có một cái bậc tam cấp xuống cái chỗ nơi này nữa. Qua đây, hầu biết của bác anh chị, ta bước xuống cái bậc tam cấp này. Đó. Rồi như vậy, ở cái phía trước chúng ta nhìn qua, rồi cái phía sau, ở từ cái nơi này chúng ta nhìn lại cái phía bên này, thì cái quang cảnh nó như thế này. Rồi chúng ta nhìn qua bên phía bên này, phía sau bên này thì một cái vườn cây cũng rất là đẹp. Rồi nhìn xuống cái phía bên này, về cái hướng Tây Nam á, thì chúng ta thấy là như thế này. Đó quý cô bác anh chị. Đó, thì không biết là cái video này em quay nó có được trọn vẹn quý cô bác và chúng ta xem. Chắc có lẽ là cũng chưa có được thỏa mãn. Bởi vì làm sao mà trên một cái video mà chúng ta quay như thế này, làm sao mà bằng cái mắt thường của chúng ta mà chúng ta nhìn thấy thật tốt được thì nó sẽ đẹp hơn. Thì để ra cái phía bên này, để em quay xuống cái quang cảnh phía bên này. Đó, thì trên này cái phía mà chỗ này á, chỗ cái nhà mà tiếp viên tiếp khách của sư ngày xưa á, thì chúng ta nhìn xuống cái phía bên này á, thì rất là đẹp nè. Đó, cái cảnh quan rất là đẹp nè. Đó, đây là ở ngay chỗ cái khu này, cái nhà tiếp viên này, thì chúng ta nhìn về cái phía này thì rất là đẹp nè. Đó quý cô bác anh chị ha. Đó, chúng ta nhìn nè, rất là đẹp, cái quang cảnh rất là đẹp. Đó, thì thôi như vậy là cái video này quý cô bác anh chị, các bạn cùng các em gần xa chúng ta xem á, không biết là có thỏa mãn thỏa thích chưa. Do cái vấn đề quay phim của em nó cũng chưa có được coi như là cho nó hoàn hảo cho lắm, cho nên là trong cái lúc mà quay phim á thì nhiều lúc nó cũng có những cái sự sơ suất quay phim, làm cho quý cô bác và anh chị các bạn gần xa chúng ta xem thì chúng ta cũng chưa có thỏa mãn được. Mong quý cô bác và anh chị các bạn gần xa chúng ta xem cái video này hoan hỷ và vui vẻ. Đó, thì ở phía bên phía trước này chúng ta nhìn vào cái hướng này này thì cũng rất là đẹp quý cô bác và anh chị ha. Rồi, như vậy là chắc quý cô bác và anh chị chúng ta cũng vui vẻ và xem cái video này rồi ha. Thì thôi, em xin tạm dừng video ở đây. Hẹn các bác cô chú và anh chị, các bạn cùng các em gần xa, chúng ta đón xem những video tiếp theo.